Peter. Cầu thủ số 7 này của bố. Chấm lại cho mẹ đi. Mẹ đang làm việc trên máy tính mà. Đây là cầu thủ số 9. Được rồi, mình sẽ dùng cái này. Peter, con làm ba không coi được rồi nè. Được rồi, cũng không phải cái đó. Vậy cái này nha. Không được đâu. Để lại ổ cắm đó cho em. Được rồi. Mình có thể sạc ở đâu đây? À ha, mình biết rồi. Làm vậy là tốt nhất. Cuối cùng cũng xong rồi. Peter, con làm gì vậy? Thật nguy hiểm khi cắm tất cả các ổ cắm cùng một lúc. Johnny cho con mẫu Monster Truck của cậu ấy. Và con chỉ sạc pin thôi. Monster Truck? Con đã làm bài tập về nhà chưa vậy? Xin hãy cho con thêm chút thời gian nữa. Lát nữa con phải trả lại rồi. Không Peter, làm xong